Lên đường vào ao cá Bác Hồ, vào nhà sàn ao cá Bác Hồ, phủ chủ tịch, văn phòng, đây là văn phòng chính phủ. Văn phòng chính phủ, cảnh quan rất là đẹp, rất là nhiều cây cối mát này, rồi thì cây cổ thụ cái này phải lên đến hàng thế kỷ. Đây, rất nhiều cây cổ thụ to cao xanh mát, và vườn trong này cỏ rất là đẹp, rất là rộng rãi. Bên phía này là đi vào nhà sàn, đi vào nhà sàn Bác Hồ. Bây giờ vào thăm nhà của bác ở và nhà sàn ao cá Bác Hồ. Đây là những cái địa điểm chính, điểm chính rất là mang tính lịch sử. Đây là tre trúc tre ngà. Đây, bây giờ vào đường vào nhà sàn này. Ngôi nhà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở và làm việc từ năm 1954 đến 1958. Nơi bảo quản xe ô tô của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã qua sử dụng, đã được sử dụng. Bây giờ thử vào ngôi nhà của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở và làm việc